gần 2 tỷ để sở hữu chiếc đồng hồ có mặt số là bằng đá. Cùng Thành khám phá những điều đặc biệt về Rolex Daydate 118395BR Ferris Dial nhé. Đem đến một cái nhìn mới lạ, đồng hồ nổi bật với điểm nhấn mạnh mẽ, nhất là mặt số là bằng đá Ferris độc đáo và huyền bí. Loại đá này do Rolex trực tiếp sản xuất trong phòng thí nghiệm, được pha trộn giữa nhiều nguyên tố kim loại quý hiếm với nhau tạo thành những đường vân màu đen độc nhất. Quan sát cận cảnh, bạn sẽ thấy được đường vân của đá Ferris Dial hiện lên vô cùng ấn tượng. Bên dưới vành bezel nạm kim cương baguette lộng lẫy là 10 cọc số kim cương được bọc bằng vàng, nổi bật bên cạnh ô cửa sổ báo thứ và báo ngày tại góc 12 giờ và 3 giờ. Cùng bộ kim dáng gậy mạnh mẽ cũng là bằng vàng Evro cao cấp. Đồng hồ có đường kính 36mm, một kích thước hoàn hảo trên cổ tay quý ông châu Á. Đặc biệt, nhà sản xuất trang bị bộ máy 3155 đầy cải tiến, bền bỉ cho phép đồng hồ vận hành chính xác trong khoảng 48 giờ. Daydate vốn là bộ sưu tập đẳng cấp và thời thượng được các chính trị gia doanh nhân ưa chuộng. 118395BR không chỉ thuộc bộ sưu tập danh giá này, hơn nữa còn có sự góp mặt của mặt số đẹp và đắt giá sẽ khiến cho chiếc đồng hồ kinh điển mà tiến đồ Rolex mong muốn bổ sung cho bộ sưu tập này. Hiện tại đồng hồ đã ngưng sản xuất, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Bạn có bị thu hút về mẫu đồng hồ này không? Hãy để lại bình luận cho Boss Luxury biết nhé.